Vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Vừa rồi thì mọi người có được nghe qua một đoạn chất âm nhạc không lời được ghép bởi một cục đẩy bãi hai kênh đến từ thương hiệu JNDM và một cặp loa bãi cùng hãng. Và ở trong một video trước thì mình có giới thiệu đến mọi người về cái sản phẩm loa bãi của thương hiệu JNDM này. Quý khách nào quan tâm đến sản phẩm loa bãi của thương hiệu JNDM thì có thể xem lại video trước của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người về cái sản phẩm đẩy bãi của thương hiệu JNDM, một thương hiệu đến từ Anh Quốc với model là MBL6550. Dòng đẩy bãi hai kênh size 2U có chiều cao là 10 cm, chiều sâu là 48 cm và chiều rộng cũng là 48 cm. Và dòng đẩy này sử dụng công nghệ mạch là CH với công suất làm việc đạt 800W một kênh khi chúng ta ghép với loa trở kháng là 8 ohm và đạt 1200W một kênh khi chúng ta ghép với loa trở kháng là 4 ohm. Vâng, và đây là phần hình thức mặt trước của sản phẩm. Với thiết kế hình thức khác hoàn toàn so với dòng đẩy thông thường thì mọi người có thể thấy là nó thiết kế trông rất là khác lạ so với dòng đẩy mà chúng ta hay gặp trên thị trường. Nó chỉ giống với một dòng đẩy duy nhất là dòng đẩy Monblock thì có kiểu thiết kế giống với dòng đẩy này. Logo của thương hiệu JNDM. Và đây là hình thức mặt trước. Thì mọi người thấy là ở những cái dòng đẩy thông thường. Ở đây là những dòng đẩy thông thường thì mặt trước thường thì có những cái kẻ khe kẻ hở để tản nhiệt. Khi máy chạy thì quạt nó sẽ hút gió vào bên trong để tản nhiệt làm mát cho máy. Thì dòng đẩy thông thường thì mặt trước thì đều có những cái lỗ hở, khe hở. Thế còn ở trên dòng đẩy JNDM này thì mặt trước thì hãng thiết kế là được che kín bởi một miếng kim loại, miếng nhôm. Và có một điểm nhấn là có một cái viền đen kéo dài từ phần công tắc khởi động nguồn cho đến hai chiếc áp để tạo điểm nhấn về phần hình thức mặt trước. Hơn các khe hở để tản nhiệt cho máy thì hãng thiết kế ở phía mặt bên dưới của đẩy và hai cạnh hai bên. Đấy, hình thức trông nó rất là khỏe khoắn. Với tông màu chủ đạo là tông màu trắng. Với kiểu thiết kế này thì khi chúng ta ghép mi vang, lân tiếng, mic không dây hoặc là quản lý nguồn thì trông nó thành một cái combo trông nó rất là đẹp, sang trọng. Cái kiểu thiết kế về hình thức mặt trước thì khác hoàn toàn so với những dòng đẩy khác. Trông nó rất là khỏe khoắn. Đó là kiểu dáng thiết kế về hình thức mặt trước. Và tổng số sản phẩm này thì bên cả nhà mình có tổng số là 6 con size 2U. Và đây là 5 con tiếp theo. Tất cả đã được vệ sinh sạch sẽ và test chạy ok. Cả 5 con này thì 6 con này thì tất cả đều bao zin 100% cho mọi người. Và đây là hình thức mặt trước của 5 con tiếp theo. Thì hàng bãi thì cũng có một số chỗ là chảy xước nhẹ. Cái này thì khó tránh khỏi do vận chuyển. Thế còn lại thì tất cả đều rất là đẹp. Thế có một số con thì gần như là không có chảy xước, thì có một số con thì cũng có chảy xước nhẹ. Dòng đẩy bãi hai kênh, công suất đạt 800W một kênh, khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm. Cái kiểu dáng thiết kế trông nó rất là đẹp, rất là sang trọng. Và tiếp đến đây là phần nội thất bên trong. Tổng thể ruột gan bên trong. Con này nó sử dụng một cái biến áp nguồn rất là to, khoảng 20 cm. Biến áp rất là to, nó có trọng lượng là 22 kg một con. Rất là nặng. Và đây là 8 quả tụ lọc nguồn. Tụ nguồn rất là đẹp. Mọi người mua để bãi thì chúng ta nên quan tâm nhiều đến tụ, nó còn đẹp hay không thì nó liên quan rất nhiều đến chất âm và độ bền của sản phẩm. Với dung lượng tụ là 63V, 10.000 microfarad, 8 quả tụ zin của hãng. Đây mọi người thấy là mình sẽ quay gần, mọi người thấy là cái tụ này, đít tụ nó còn rất là phẳng, chưa có dấu hiệu của lồi hoặc là khô. Tụ mà nó đã bị lồi rồi thì nó sẽ kém. Đây là hai vế công suất. Mỗi vế thì sử dụng 10 con sò. Dòng sò đến từ thương hiệu Toshiba 5200-1943 và có bù áp. Tất cả sò đều được cái ốc bắt sò này thì đều được đổ một lớp keo để cố định cái vị trí ốc này. Và cái ốc này nếu mà có dấu hiệu tháo ra thì nó sẽ bị cái keo này nó sẽ không còn được zin nữa.
Không phải là cái dòng đẩy nào thì cũng được cố định bằng keo như này, thì một số hãng thì họ sẽ không đổ keo. Nhưng trên dòng đẩy này thì đã đổ keo như thế này rồi thì khi chúng ta tháo ra thì cái lớp keo này nó sẽ bị bong ra và nó sẽ không còn zin. Tất cả các sản phẩm đẩy mình bán ra cho mọi người thì sẽ bao zin 100% cho mọi người. Cái sản phẩm nào bên mình mà có sửa chữa thì bên mình sẽ báo, thế còn sản phẩm nào bảo zin là zin. Ở đây thì mỗi vé có 10 sò. Tổng số là 10 sò. Thì chúng ta có thể đếm này, 1 2 3 4 5. 5 và mặt dưới 5 nữa là 10. Và đây là bù áp, sò bù áp đến từ dòng sò San Ken. Phía trên này thì có một con MOSFET và một con cầu diode sử dụng công nghệ mạch Class H. Để mạch thì nó sử dụng tất cả hoàn toàn bằng linh kiện cắm và có rất nhiều con trở to để nó chịu điện áp lớn. Con đẩy này nó đánh ở điện áp cũng tương đối là cao. Còn H thì sẽ có hai nguồn cấp là một nguồn là 44V, 0V và 44V, và một nguồn tiếp theo là 84V, 0V và 84V. Hay qua tụ thì cái nguồn áp cao nhất thì nó lên đến khoảng gần 100V. Nó đánh ở áp rất là cao nên cho ra công suất nó rất là lớn. Khoảng 800W một kênh khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm và 1.200W một kênh khi chúng ta ghép với loa trở kháng là 4 ohm. Với công suất này thì chúng ta có thể thoải mái ghép với những cặp loa full đơn bát 40 côn 100 hoặc là hai cặp loa full đơn bát 30 côn 75 76 thì đánh rất là ok. Đảm bảo tiếng rất là hay và độ bền cũng rất là cao, tuổi thọ của máy thì rất là cao. Mình đã ghép thử cái con đẩy này với hai cặp loa bát 30, đánh rất là căng và chạy rất là mát, không nóng nhé. Bát 30 côn 75 76 đánh ok. Thì càng giống loa xịn thì đẩy đánh càng nhẹ. Đây tổng số nội thất bên trong. Các linh kiện cũng rất là đẹp. Sử dụng 100% là linh kiện cắm, nhưng sau này có vấn đề gì về lỗi lầm thì mọi người sửa chữa thì nó cũng rất là nhanh. Đây một vế công suất tiếp theo. Tất cả đều bao zin cho mọi người. Và đây là phía mặt sau. Phía mặt sau thì cũng giống những con đẩy khác, thì bao gồm có cổng kết nối tín hiệu đầu vào bằng jack calon và jack 6 ly. Lớp gạt để chúng ta chuyển các chế độ shifter, parallel và bra. Các cổng kết nối tín hiệu ra loa bằng jack lưu trích hoặc là jack xoáy và siết lại như thông thường. Con này thì nó sử dụng dây nguồn rời, cổng kết nối dây nguồn rời. Cầu chì, đây là thông số của máy. Sử dụng điện áp 220V 50Hz. Công suất tiêu thụ là 2000W. Đấy là công suất tiêu thụ khi chúng ta chơi công suất là lớn nhất. Và đây là tem kiểm định của hãng. Con này thì nó có 4 cái quạt tản nhiệt, mỗi vế có 2 quạt. Nên làm mát cho máy nên máy nó chạy rất là mát. Nên mặt sau tất cả đều rất là đẹp. Tổng số có 6 con thôi. Quý khách nào quan tâm đến sản phẩm thì hãy vui lòng liên hệ mình sớm. Hình nguồn rất là to. Dòng đẩy thương hiệu và có chất âm thì đánh rất là hay, sử dụng công nghệ mạch Class H. Và quay lại một lần nữa về phần hình thức mặt trước để mọi người cùng xem. Đây nó có cái phần thiết kế hình thức mặt trước trông rất là đẹp, khi chúng ta trưng bày thì trông nó rất là sang. Vâng, và vừa rồi thì mình có giới thiệu đến mọi người về cái sản phẩm đẩy bãi hai kênh size 2U đến từ thương hiệu Joyon DM với model là MBL6550. Công suất đạt 800W một kênh khi ghép loa trở kháng là 8 ohm. Và cái sản phẩm đẩy này bên cửa hàng thì mình bán với giá là 5 triệu đồng, giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển. Quý khách nào quan tâm đến sản phẩm thì hãy vui lòng liên hệ mình qua số điện thoại là 0826 252 688, có địa chỉ tại Phố Lẻ, Hưng Hà, Thái Bình. Quý khách ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem và test sản phẩm. Còn quý khách ở xa thì muốn đặt sản phẩm thì quý khách hãy vui lòng cọc trước cho bên mình cái tiền cước vận chuyển. Số tiền còn lại thì mọi người có thể thanh toán cho đơn vị giao hàng. Mọi người nhận hàng được kiểm tra, test và được tháo ra kiểm tra linh kiện còn zin hay không. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Mọi người xem video thì hãy cho mình xin một nút like. Và quý khách nào chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh
và nhấn vào nút chuông để khi có những cái sản phẩm mới nhất bên mình đăng lên thì mọi người sẽ cập nhật được sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.